Hôm nay sẵn tiện chọn táo mèo tươi cho cô này ở Hà Nội để mình gửi đi theo xe thì quay video cho cô chú anh chị xem luôn. Thì hiện tại bây giờ đang là giữa của mùa táo mèo tươi đó. Thì mỗi một cân táo mèo tươi hiện tại bây giờ loại chọn như thế này thì mình đang bán là 30.000 đồng cho 1 kg loại chọn đẹp như thế này. Mình sẽ phải chọn lựa những cái quả nó ưng ý nhất. Thứ nhất là nó không có dập hỏng, thứ hai nữa là mẫu mã đẹp và màu sắc nó đẹp. Để mọi người có những người thì về sẽ ngâm rượu, có những người thì lại làm giấm, nói chung là tùy theo mục đích của từng người. Nhưng mình sẽ chọn cố gắng chọn những cái quả là ưng ý nhất để gửi tới các cô chú anh chị. Những quả dập nát thì mình sẽ phải loại ra và chọn những quả đẹp và ưng ý nhất. Cái này là 30.000 một cân thì cô này có lấy là 10 cân và mình chuyển theo xe về Hà Nội. Thì cô ấy có chuyển tiền trước rồi, tại vì là tất cả những cái hàng tươi ở bên mình đó, thì đều là cần phải chuyển khoản trước hết thì mình mới gửi, tại vì hàng tươi thì cô chú anh chị hiểu giúp mình là cái hàng nó rất là rủi ro. Như táo mèo tươi này thì nó cứng thì nhiều khi là cũng có thể gửi ở trong Nam nữa. Trong Nam mình cũng gửi khá là nhiều rồi và đa số các cô chú anh chị là chuyển tiền trước hết thì mình mới gửi, và rất là nhiều cô chú anh chị trong Nam tin tưởng và mình gửi vào thì mọi người nhận hàng rất là ok, không sao. Tại vì là những cái quả mà để mà chuyển vào trong Nam thì sẽ chọn là những quả xanh, nó xanh chứ những quả chín thì nhiều khi đến nơi nó chín quá thì mọi người cũng cũng không ưng ý lắm, nên là mình sẽ chọn quả xanh để gửi đi xa. Còn như ở Hà Nội hay các cái tỉnh ở ngoài miền Bắc thì mình chủ yếu là mình chuyển theo xe và mọi người nhận qua xe, thì chuyển từ chiều hôm trước thì đến sáng ngày hôm sau là đã nhận được rồi, cho nên là cái hàng nó rất là tươi và rất là ngon. Thì sáng nay là cô ấy cũng đã nhận được hàng rồi. Thì cô chú anh chị có nhu cầu về táo mèo tươi thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình, chỉ có 30.000 đồng một cân loại ngon nhất thôi. Và cái số điện thoại là 0974010585 hoặc là 0947010585, cả hai số mình có Zalo và có cả Facebook. Còn đối với táo mèo khô thì sẽ là 80.000 đồng cho 1 kg. Mỗi một cân này thì chúng ta sẽ ngâm từ 5 đến 7 lít rượu. Để mà đẹp hơn thì cô chú anh chị lên lấy táo mèo tươi.